Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện bắt giữ gần 20.000 chiếc khẩu trang y tế nghi vấn xuất lậu. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2020, lực lượng chống buôn lậu liên ngành thuộc tổ Tịnh Biên phối hợp đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trên đường tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tuyến kênh Vĩnh Tế. Khi đến khu vực tổ 2 khóm Xuân Bình, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên thì phát hiện các đối tượng đang điều khiển vỏ lãi chạy với tốc độ cao, nghi vấn vận chuyển hàng lậu nên tiến hành truy bắt. Phát hiện lực lượng chức năng, các đối tượng đã nhảy xuống sông tẩu thoát, bỏ lại phương tiện. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ gần 396 hộp khẩu trang y tế, một hộp 50 chiếc, trị giá khoảng 20 triệu đồng. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và bàn giao cho công an Tịnh Biên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.